Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán hơn một công đất thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Vị trí đất nằm cách cầu bến xe khoảng 500m, đất mặt tiền lộ nhựa 4m và mặt tiền kinh sáng hơn 10m, cống điện nước đầy đủ, bà con ở đông đúc. Tổng diện tích đất cần bán là 1.033m, mặt tiền giáp lộ nhựa là 11,6m, trong đó có 163,5m là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm, hướng Tây nghe bà con mình. Đất này mua ở làm vườn ok, giá bán là 1,5 triệu 1 mét, tương đương 1 tỷ 550 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán hơn một công đất thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Vị trí đất nằm cách cầu bến xe khoảng 500m, đất mặt tiền lộ nhựa 4m và mặt tiền kinh sáng hơn 10m, cống điện nước đầy đủ, bà con ở đông đúc. Tổng diện tích đất cần bán là 1.033m, mặt tiền giáp lộ nhựa là 11,6m, trong đó có 163,5m là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm, hướng Tây nghe bà con mình. Đất này mua ở làm vườn ok, giá bán là 1,5 triệu 1 mét, tương đương 1 tỷ 550 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán hơn một công đất thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Vị trí đất nằm cách cầu bến xe khoảng 500m, đất mặt tiền lộ nhựa 4m và mặt tiền kinh sáng hơn 10m, cống điện nước đầy đủ, bà con ở đông đúc. Tổng diện tích đất cần bán là 1.033m, mặt tiền giáp lộ nhựa là 11,6m, trong đó có 163,5m là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm, hướng Tây nghe bà con mình. Đất này mua ở làm vườn ok, giá bán là 1,5 triệu 1 mét, tương đương 1 tỷ 550 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất Vĩnh Long. Hôm nay Toàn cần bán hơn một công đất thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Vị trí đất nằm cách cầu bến xe khoảng 500m, đất mặt tiền lộ nhựa 4m và mặt tiền kinh sáng hơn 10m, cống điện nước đầy đủ, bà con ở đông đúc. Tổng diện tích đất cần bán là 1.033m, mặt tiền giáp lộ nhựa là 11,6m, trong đó có 163,5m là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm, hướng Tây nghe bà con mình. Đất này mua ở làm vườn ok, giá bán là 1,5 triệu 1 mét, tương đương 1 tỷ 550 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng